Xin chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời lượng bản tin 9 giờ 10 được phát sóng hàng ngày trên kênh CRTV của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Một số tin tức trong tỉnh sẽ mở đầu cho bản tin sáng nay. Trong ngày 21 tháng 5, đoàn chuyên gia mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESCO đã có buổi làm việc với tỉnh Cao Bằng về các công tác chuẩn bị cho hội nghị quốc tế lần thứ 8 mạng lưới công viên địa chất toàn cầu khu vực châu Á Thái Bình Dương tổ chức tại tỉnh Cao Bằng, đón tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, trưởng ban tổ chức hội nghị theo báo cáo, hiện nay tỉnh đã hoàn thành việc mời các chuyên gia trong mạng lưới công viên địa chất toàn cầu tham gia ban cố vấn và hội đồng khoa học, chính thức mở cổng đăng ký tham dự hội nghị cho các đại biểu, họp với nhóm làm việc APGN8 để xác định nhiệm vụ đề xuất nội dung hoạt động bên lề hội nghị, phương án bố trí nguồn nhân lực hỗ trợ tổ chức, phối hợp với chuyên gia tư vấn nghiên cứu lựa chọn quà lưu niệm, Giai đoạn tiếp theo khẩn trương chuẩn bị, tập huấn cho các đối tượng tham gia phục vụ hội nghị như đội ngũ tình nguyện viên, sinh viên ngoại ngữ, đội ngũ làm công tác nhà hàng, khách sạn, vận tải. Đánh giá các phần việc được tỉnh Cao Bằng chuẩn bị đúng tiến độ, ông Win Martini, Chủ tịch Hội đồng Mạng lưới Công viên Địa chất Toàn cầu đề nghị Cao Bằng cần tập trung vào công tác lựa chọn quả lưu niệm với những sản phẩm thủ công truyền thống như giấy bản, các sản phẩm từ đất nung, đề xuất ý tưởng tổ chức cuộc thi ảnh khoảnh khắc hội nghị APGN lần 8 với sự tham gia của tất cả các đại biểu quốc tế, ý tưởng tổ chức cuộc thi tìm hiểu công viên địa chất non nước Cao Bằng cho các đại biểu thuộc công viên địa chất tại Việt Nam. Đưa ra các gợi ý về chương trình nghệ thuật khai mạc hội nghị tổ chức lớp tập huấn cho các tỉnh về công viên địa chất tại Việt Nam. Ông Win Martini đề nghị tỉnh sớm hoàn thành các nội dung công việc, lựa chọn sớm về các đơn vị phối hợp và quy định về các nội dung nhóm chuyên gia đã đưa ra. Kết thúc buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng cảm ơn những tư vấn rất thiết thực của đoàn chuyên gia. Mong muốn đoàn chuyên gia tiếp tục hỗ trợ tỉnh Cao Bằng trong công tác chuẩn bị, cố vấn các nội dung tổ chức hội nghị. Về phía tỉnh Cao Bằng sẽ gấp rút lựa chọn các nội dung đoàn chuyên gia đã đưa ra, khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan, các thành viên trong ban tổ chức triển khai các nhiệm vụ. Trước đó đoàn chuyên gia đến khảo sát các địa điểm chính diễn ra hội nghị như tại trung tâm hội nghị tỉnh, đường Võ Nguyên Giáp, khu sân vườn hoa trung tâm thành phố, khu vực phố đi bộ ven sông, các cơ sở hạ tầng phục vụ hội nghị. Tại Hà Nội, Bộ Y tế vừa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác bảo đảm an toàn thực phẩm phòng chống ngộ độc thực phẩm, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cao Bằng có đại diện lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh đã có các vụ ngộ độc với số người mắc tương đối lớn ảnh hưởng lao động sản xuất do đó an toàn thực phẩm là vấn đề quan trọng nóng bỏng đề nghị lãnh đạo các tỉnh thành quan tâm tham dự đầy đủ và chỉ đạo triển khai tránh xảy ra ngộ độc mới chạy theo chữa giải quyết truy xuất nguồn gốc một số vụ ngộ độc thực phẩm quy mô lớn bộ y tế ghi nhận việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm của một bộ phận chủ cơ sở sản xuất kinh doanh chưa đầy đủ thường xuyên một số cơ sở kinh doanh nông sản nhưng nhập nguyên liệu nông sản trôi nổi, không kiểm soát được chất lượng để cung cấp cho các đơn vị người dân. Theo Bộ Y tế các văn bản quy phạm pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm đã cơ bản đầy đủ. Sự phân công trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm giữa các bộ ngành từ trung ương đến địa phương đã rõ ràng. Tuy nhiên, việc kiểm tra đôn đốc giám sát thực thi các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm tại nhiều nơi nhiều lúc chưa chặt chẽ, nhất là tại các tuyến cơ sở bộ y tế đề xuất kiến nghị các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ thị về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong đó người đứng đầu các cấp phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn triển khai các biện pháp kiểm tra giám sát chặt chẽ các nguyên liệu trước khi chế biến chỉ sử dụng các nguyên liệu đã được kiểm soát phù hợp các quy định của ngành nông nghiệp công thương Ủy ban nhân dân các cấp quan tâm công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn, bố trí đầy đủ nguồn nhân lực, kinh phí, nâng cao năng lực hiệu quả, hiệu lực quản lý đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn. Nhân dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Dòng, tri bộ tổ chức thanh tra Cục Hải quan tỉnh đã tổ chức học tập chính trị, dân hương, tại khu lưu niệm đồng chí Hoàng Đình Giao. Thông qua đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng nhằm góp phần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên ra sức học tập, lao động và công hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần tạo sự thống nhất về ý chí và hành động của mỗi đảng viên cũng như tri bộ đồng thời đây là dịp giáo dục truyền thống cho đảng viên trong tri bộ về lịch sử vẻ vang của đảng của đảng bộ tỉnh cao bằng tôn vinh và tri ân những công lao đóng góp to lớn và quan trọng của đồng chí hoàng đình Tông, một trong những đảng viên lớp đầu tiên của đảng người chiến sĩ cộng sản kiên trung hết lòng trung thành với đảng với đất nước với nhân dân, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam và quê hương Cao Bằng, một tấm gương trọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. Nhằm phát triển nhà ở dân cư tập trung và các dự án triển khai trên địa bàn, nhất là phục vụ giải phóng mặt bằng đường cao tốc Đồng Đăng Lạng Sơn Trà Lĩnh Cao Bằng, huyện Thạch An tập trung đôn đốc các nhà thầu thi công công trình, phấn đấu hoàn thành các hạng mục giai đoạn 1 ưu tiên cho việc bố trí phân lô cho các hộ gia đình trong diện bị giải tỏa. Dự án xây dựng khu tái định cư phát triển quỹ đất thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An có tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng với diện tích khoảng 3,88 ha. Đây là công trình hạ tầng kỹ thuật nhóm C được khởi công cuối năm 2023. Trong đó, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng hơn 11,8 tỷ đồng, chi phí xây dựng hơn 29,5 tỷ đồng do Ủy ban Nhân dân huyện làm chủ đầu tư, Đến nay, khối lượng thi công mới chỉ đạt hơn 15% kế hoạch, gồm san nền đạt gần 60%, kè chống sạt lở bờ suối đạt khoảng 20%, các hạng mục làm đường giao thông nội vùng, hệ thống điện chiếu sáng, sinh hoạt, cấp thoát nước và một số hạng mục khác tiếp tục được triển khai. Theo kế hoạch đến năm 2024, dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng, tuy nhiên do còn vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng dẫn đến tiến độ triển khai chậm. Trước thực tế trên, huyện Thạch An tăng cường phối hợp với đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, huy động thiết bị máy móc, nhân lực tăng ca, khẩn trương thi công công trình, giải quyết và xử lý tốt các vấn đề phát sinh cũng như tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tạo sự đồng thuận trong triển khai dự án. Tăng cường kiểm tra giám sát về chất lượng các hạng mục công trình, nỗ lực hoàn thiện hạng mục để bố trí phân 100 lô đầu tiên đáp ứng nhu cầu của người dân bị thu hồi đất và nhà ở đối với dự án tái định cư thị trấn Đông Khê được thiết kế với quy mô 13 khu nhà ở với khoảng 168 lô đất được đầu tư đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng và các hạng mục phụ trợ. Tiếp theo sau đây sẽ là thông tin trong nước quốc tế. Trong quý 1 năm nay, Việt Nam đã xuất khẩu vào thị trường EU gần 46.000 tấn gạo, kim ngạch đạt 41,4 triệu USD, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Bộ Công thương đạt được kết quả này là nhờ các doanh nghiệp đang tận dụng các cơ hội từ EVFTA. So với các nước xuất khẩu gạo khác như Ấn Độ và Thái Lan, Việt Nam là nước có thể cạnh tranh lớn nhất ở các thị trường EU nhờ việc đã ký kết EVFTA. Hiện nay, tổng nhu cầu nhập khẩu gạo của EU đạt khoảng 3 đến 4 triệu tấn, như vậy dư địa cho gạo Việt Nam xuất khẩu vào EU còn rất lớn. Theo cam kết từ EVFTA, EU dành cho Việt Nam hạn ngạch 80.000 tấn gạo mỗi năm, đặc biệt EU sẽ tự do hóa hoàn toàn đối với gạo tấm. Cam kết này giúp Việt Nam có thể xuất khẩu ước khoảng 100.000 tấn vào EU mỗi năm. Đối với sản phẩm từ gạo, EU sẽ đưa thuế xuất về 0% sau 3 đến 5 năm. Điều này đã mở ra cơ hội để gạo Việt Nam có thể cạnh tranh với các nước khác khi xuất khẩu vào EU. Hiện Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 8 trong số các thị trường ngoại khối cung cấp gạo cho EU. Trong khuôn khổ thực thi EVFTA đang triển khai, hiện nay có 9 giống gạo thơm của Việt Nam được hưởng ưu đại thuế trong hạn ngạch khi xuất khẩu sang EU, bao gồm Zeminer 85, ST5, ST20, Nàng Hoa 9, VD20, RVT, OM4900, OM5451 và Tài nguyên trợ đào. Danh mục này được xây dựng từ trước năm 2015 khi kết thúc đàm phán EVFTA. Sau gần 4 năm triển khai thực hiện hiệp định, Việt Nam đang đề xuất điều chỉnh danh mục gạo thơm để xuất khẩu vào EU với mức thuế là 0% theo hạn ngạch để phù hợp với thực tế xuất khẩu gạo của Việt Nam hiện nay. Việc đàm phán điều chỉnh bổ sung danh mục gạo thơm đang được vụ hợp tác quốc tế phối hợp cùng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với phía EU. Mục tiêu hàng năm bình quân đầu người ở EU khoảng 6 kg, trong khi đó mức tiêu thụ gạo bình quân đầu người trên toàn cầu vào khoảng 54 kg một người. Các chuyên gia nhận định EU là thị trường còn nhiều dư địa để tăng trưởng xuất khẩu gạo của Việt Nam bởi hàng năm tổng nhu cầu nhập khẩu gạo của EU đạt khoảng 3 đến 4 triệu tấn theo số liệu của cơ quan thống kê châu Âu. Trong khi lượng xuất khẩu của Việt Nam sang EU mới chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Ngành hàng nông sản đang có những tín hiệu khởi sắc, từ đầu năm đến nay Việt Nam đã xuất khẩu hơn 1,8 tỷ USD hàng trái cây, tăng hơn 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều đang nói là những căng thẳng trong vận tải biển quốc tế lại có tác động tích cực bất ngờ với nhóm hàng trái cây. Cụ thể có 4 trên 5 thị trường lớn nhất của trái cây Việt Nam đầu năm nay đều ở châu Á khi nhiều nước đã chuyển hướng nhập hàng Việt Nam. Tại thị trường Hàn Quốc, nguồn trái cây từ Nam Mỹ và Trung Đông bị gián đoạn, bởi vậy Hàn Quốc tăng nhập trái cây Việt Nam. Chỉ 4 tháng đầu năm nay, Hàn Quốc đã tăng nhập khẩu tới hơn 60% và nước này đã vượt Mỹ, trở thành thị trường lớn thứ hai của Việt Nam. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp vốn có thế mạnh, thị trường Đông Á vẫn đạt mức tăng tốt. Ngoài ra, Trung Quốc và sự ưa chuộng sầu riêng của thị trường này vẫn đang là động lực chính cho tăng trưởng của ngành rau quả. Đặc biệt, nếu sầu riêng đông lạnh Việt Nam được cấp phép, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng sẽ tăng thêm 30% tổng giá trị xuất khẩu mặt hàng này mỗi năm. Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết, năm 2024 thuận lợi hơn năm 2023 do sản lượng tăng hơn, diện tích trồng mở rộng, mã số vùng trồng 700 mã trong khi năm ngoái hơn 400. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang đàm phán để xuất khẩu sầu riêng đông lạnh nếu kịp trong năm nay hoặc nửa đầu năm nay là tin vui của ngành sầu riêng. Theo dự báo của Hiệp hội Giao quả, các thị trường châu Âu hay bờ đông của Mỹ bị ảnh hưởng về vận tải biển quốc tế. Tuy nhiên, xuất khẩu vào Australia và đặc biệt là thị trường châu Á vẫn tăng mạnh. Trước đà tăng xuất khẩu những tháng đầu năm, dự báo xuất khẩu rau quả có thể thu về 7 tỷ USD trong năm nay. Dự kiến đến đầu năm 2026, toàn bộ trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc Nam sẽ hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác. Theo đại diện Cục Đường cao tốc Việt Nam, trong tổng số 36 trạm dừng nghỉ chân tuyến cao tốc Bắc Nam được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt, đến nay có 9 trạm đã và đang đầu tư xây dựng, một trạm do địa phương quản lý sẽ triển khai khi đầu tư cao tốc Hữu Nghị Chi Lăng, hai trạm trên tuyến do VSC làm chủ đầu tư dự án đang triển khai thủ tục đầu tư, còn lại 24 trạm thuộc các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam do Bộ Giao thông Vận tải quản lý. Trong số 24 trạm dừng nghỉ do Bộ Giao thông Vận tải quản lý có 10 trạm thuộc cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1 và 11 trạm thuộc cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2. Trong 24 trạm có 21 trạm đã được lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thực hiện lập hồ sơ, còn lại 3 trạm trên cao tốc La Sơn Hòa Liên, dự án hầm đèo cả và đoạn Mỹ Thuận Cần Thơ đang thống nhất vị trí và hoàn thiện hồ sơ để bổ sung thực hiện. Đại diện Cục Đường cao tốc Việt Nam cho biết đối với 8 trạm dừng nghỉ thuộc các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1 đã phát hành hồ sơ mời thầu vào tháng 3 năm 2024, mở thầu vào ngày 20 tháng 5 tới đây, dự kiến lựa chọn xong nhà đầu tư vào tháng 6 năm 2024. Thời gian triển khai xây dựng trạm dừng nghỉ theo hồ sơ mời thầu là 18 tháng, trong đó các công trình dịch vụ công cộng là 12 tháng. Sau khi lựa chọn được nhà đầu tư, các ban quản lý dự án sẽ tiến hành đàm phán với nhà đầu tư trúng thầu có biện pháp ưu tiên thi công hạ tầng phương án bố trí các công trình tạm phục vụ người tham gia giao thông. Trạm dừng nghỉ có nhiều hạng mục nhưng sẽ chỉ ưu tiên các hạng mục cấp thiết như bãi đỗ xe, cây xăng, nhà vệ sinh để phục vụ nhu cầu của người dân. Trong vòng 2 đến 3 tháng sau khi trúng thầu, nhà đầu tư phải ưu tiên làm trước các hạng mục này để giải quyết nhu cầu bức xúc của người dân. Với 13 trạm còn lại trên các tuyến, trong đó có 2 trạm của giai đoạn 1, hiện nay tư vấn đã trình duyệt 12 trên 13 hồ sơ đề xuất dự án đầu tư. Theo cục đường cao tốc Việt Nam, 11 trạm còn lại dự kiến cuối năm mới bàn giao được mặt bằng. Tuy nhiên, tinh thần là các ban quản lý dự án sẽ phối hợp với địa phương bàn giao một phần mặt bằng để làm trước các công trình thiết yếu. Như vậy, dự kiến 24 trạm dừng nghỉ trên toàn quốc cao tốc Bắc Nam phía Đông cả hai giai đoạn sẽ hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác trong khoảng cuối năm 2025, đầu năm 2026. Tin quốc tế, theo Bộ Y tế Malaysia, số ca mắc mới COVID-19 đã tăng gần 15%, lên 1.230 ca trong tuần, từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 5. Malaysia không bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng số ca nhiễm COVID-19 mới của Singapore. Biến thể phổ biến nhất ở Malaysia vẫn là Omicron và các biến thể phụ của nó, một trường hợp KP.2.1 và một trường hợp khác KP.1.1 đã được ghi nhận kể từ tháng 3 năm nay, cả hai biến thể này đều có nguồn gốc từ họ Omicron, đặc biệt là từ dòng con của GN.1.11.1. Tổ chức Y tế Thế giới đã liệt kê KP.2 là biến thể hiện đang lưu hành, đang được theo dõi nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ gây ra các bệnh nghiêm trọng hơn các biến thể lưu hành khác có thông tin cho rằng chính phủ Singapore đang theo dõi chặt chẽ làn sóng lây nhiễm COVID-19 mới tại nước này sau khi số ca nhiễm hàng tuần ước tính tăng gần gấp đôi trong tuần kết thúc vào ngày 11 tháng 5. Theo Bộ Y tế Singapore, số ca mắc COVID-19 ước tính tăng gần gấp đôi lên 25.900 trong tuần từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 5 so với ngày 13.700 trong giai đoạn trước. Sau đợt dịch gần đây tại Singapore, Malaysia đã tăng cường các biện pháp nhằm chuẩn bị ứng phó khả năng gia tăng số ca mắc mới ở Malaysia do lượng người qua lại hai nước đông. Bộ Y tế Malaysia khuyến nghị người dân giữ vệ sinh cá nhân, giảm tiếp xúc xã hội khi cảm thấy không khỏe, đồng thời đeo khẩu trang nếu thuộc nhóm có nguy cơ cao khi tới các khu vực đông người hoặc trong trường hợp có triệu chứng nghi mắc COVID-19. Bản tin 9 giờ 10 sáng nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.